đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Em là niềm kiêu hãnh của anh kỷ niệm 1 năm phát sóng, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bị xào couple. Em là niềm kiêu hãnh của anh có hoạt động kỷ niệm 1 năm ngày lên sóng, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa bị xào couple. Em là niềm kiêu hãnh của anh là một bộ phim truyền hình Trung Quốc được phát sóng vào năm 2021. Ngay sau khi được chiếu, bộ phim đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi sự đẹp đôi của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi Em là niềm kiêu hãnh của anh vẫn luôn nắm giữ những vị trí cao trong bảng xếp hạng những cặp đôi được khán giả nhiệt tình gán ghép nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm tròn 1 năm ngày Em là niềm kiêu hãnh của anh phát sóng, nền tảng Tencent đã mở gói kỷ niệm hấp dẫn, nạp VIP mua những đoạn hậu trường chưa từng chiếu, ảnh của cặp đôi Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng được phát hành. Động thái này khiến cộng đồng người hâm mộ bộ phim nhanh chóng sục sôi. Điều đó chứng tỏ Em là niềm kiêu hãnh của anh nói chung và cặp đôi Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hết hot. Bên cạnh những ý kiến hoan hỷ thì nhiều khán giả lại thẳng thắn cho rằng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là một cặp đôi thương mại. Nhân lúc nhiệt độ Em là niềm kiêu hãnh của anh còn đang chưa bị mất đi, đã bị Tencent lợi dụng để thu về lợi nhuận, nhiều khán giả còn cho rằng cặp đôi đang xào couple. Tuy nhiên, đây chỉ là động thái kiếm tiền của Tencent, không liên quan tới diễn viên nên không thể coi là cặp đôi Em là niềm kiêu hãnh của anh cố tình xào couple. Một số bình luận của khán giả công nhận cả phim cả diễn viên đều đỉnh, phim chiếu một năm rồi mà Tencent vẫn kiếm tiền ngon ơ, thế này thì bảo sao nó không xào couple. Kịch bản hay, nhẹ nhàng, tuy không có drama nhưng nội dung cực kỳ dễ xem, giải trí tốt, dàn diễn từ chính tới phụ đều diễn tốt, chemistry của hai diễn viên chính cũng tốt, nói Nhiệt Ba tạo hình già thì cũng không hẳn, chê thì cứ chê chứ riêng cái việc cả năm rồi giờ vẫn kiếm được tiền thì cũng là thành công rồi còn gì, diễn xuất đôi này có thể chê chứ nhan sắc đôi này thì phải công nhận quá đẹp luôn, ngắm mãi không chán luôn ấy, xào thì couple nào mà không xào cho phim hot, có điều nó mang lại hiệu ứng tốt thì xào nhiều thế thôi, fan cũng muốn xem mà. Hiện chủ đề trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả, phần lớn cho rằng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị Tencent lợi dụng để thu lợi.